với phần lý thuyết một nhỏ giả thuyết của về lượng tử năng lượng. Nhớ rằng Planck là một nhà bác học người Pháp, ông sinh năm 1000 cái ông Planck này năm 1900 thì ông đưa ra cái giả thuyết này. Chúng ta chú ý tại sao gọi là giả thuyết? Bởi vì nhà bác học này chưa chứng minh được. Đến năm 1905 thì Einstein dựa trên giả thuyết đó có thể chứng minh và đưa ra được cái kết luận về thuyết lượng tử ánh sáng. Chúng ta cùng xem nhé. Nội dung của giả thuyết của Planck về lượng tử năng lượng như sau. Lượng năng lượng mà mỗi lần một nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định và được ký hiệu là epsilon. Thì nhắc lại nhé, lượng năng lượng mà mỗi lần một nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định được ký hiệu là epsilon, và epsilon này được tính bằng Hf. Trong đó F là tần số của ánh sáng bị hấp thụ hay phát xạ, đúng nhỉ? Còn H được tính bằng 6,625 nhân 10 mũ trừ bật 4, đơn vị là joule giây, người ta gọi tên là hằng số Planck. Các em nhớ như vậy thì thông qua cái thuyết lượng tử này, cái nội dung thuyết lượng tử này, giả thuyết của Planck về lượng tử năng lượng này nhé, thì các em biết rằng là rất nhiều những câu hỏi có thể hỏi các bạn đó là gì, nội dung chính của giả thuyết của Planck nói về cái gì. Thì các em nhớ nội dung chính của thuyết giả thuyết Planck ấy nói về lượng tử năng lượng mà mỗi lần một nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ nó có giá trị đúng bằng epsilon bằng Hf, được chưa? Rồi chúng ta sang mục 2, thuyết lượng tử ánh sáng. Đến năm 1905, sau 5 năm từ cái giả thuyết của Planck đưa ra, thì Einstein một nhà mà bác học rất là lỗi lạc, đúng nhỉ? Còn biết rằng là gì ạ? Trên bia mộ của ông ta bây giờ không hề ghi ngày tháng năm sinh, nhưng cái bia mộ chỉ ghi đúng một hệ thức, đó là E bằng MC bình. Thế là cả thế giới đều phải biết ông ta chính là Einstein rồi, đúng nhỉ? Các bạn nhớ điều đó nhé. Hệ thức đó được ứng dụng rất mạnh ở trong chương cuối vấn đề hạt nhân của chúng ta, đúng nhỉ? Và với chương này, nhà bác học đã đưa ra cái thuyết lượng tử ánh sáng như sau. Nội dung của chúng ta có vài cái cần nhớ. Thứ nhất, ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là photon, và mỗi photon còn gọi là các lượng tử có năng lượng xác định epsilon bằng Hf, đúng chưa? Cường độ của chùm sáng tỷ lệ với số photon phát ra trong một giây. Đó nhá. Thứ hai, photon thì bay với tốc độ c bằng 3 × 10^8 mét trên giây. Nó bay dọc theo các tia sáng. Chúng ta chú ý là bay dọc theo các tia sáng nhé. Thứ ba, mỗi lần một nguyên tử hay phân tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng thì chúng phát ra hay hấp thụ photon. Đó, ánh sáng được cấu tạo từ photon, nguyên tử hay phân tử hấp thụ thì chính là hấp thụ photon. Và photon có đặc điểm đó là gì ạ? Có năng lượng.